tỉnh làm lễ luôn. Chương thứ 19. Đó có hai cách đánh. Bước chân phải vào và đá chân trái lên đầu cổ và tung đá vòng chân phải qua đầu luôn, gặp lại chín và chín thế thấp. Tôi nghe đánh nhanh vẫn chậm đà bằng chân trái, đánh nhanh là bước vào dậm đà chân trái và đá bên hai chân được. Đánh dễ hơn là đánh nhúng số 11 mà trực diện đang chéo hai chân, đánh thẳng vào. Đánh nhúng 11 và đánh trực diện và cái đá qua đó. Đá lên đầu thì đòi hỏi sức bật phải cao. Đánh động đầu đá lên trên. Lên nhúng 15 nhưng mà để bọc lửa ra sau thay vì bọc tới trước. Cách tập 20 thì cũng nhúng như 15 thôi, để đánh thẳng luôn, bọc ngang qua bên phải. Oh.